Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay chia sẻ các bạn là chợ qua Tết năm 2021 nha các bạn. Đây là bông cúc nha các bạn, rất là đẹp luôn. Cái đây là bông nhãn thọ nha các bạn. Bông hồng già nha các bạn, rất là đẹp luôn. Đây mình thấy có một số người đang mua bông cúc nữa, cúc bơm sâu nhé nữa. Quá trời cái chậu cúc bơm sâu các bạn thấy khủng khiếp chưa? Quá đẹp. Đây là bông nhãn thọ nha các bạn, rất là đẹp luôn. Đây đang bán bông nhãn thọ nè, đang có số người đang mua luôn. Phía bên này bông cũng rất là bự nha các bạn, rất là to luôn, chung rất là đẹp. Đây mình thấy bán bông cúc rất là nhiều luôn nha các bạn. Cái này như là cát tường nha các bạn. Bông cát tường.
Dương nha bạn. Ở đây mình thấy có cây mai rất là bự luôn nè, rất là to luôn. Những cây mai rất là khủng luôn nha các bạn. Đây mình thấy có bán dưa hấu rồi nha bạn, cắt lên rất là đẹp luôn. Chú mua vô hộ em không đi chú? Chú. Đây là phụng nha các bạn. Chú mua vô hộ em không đi? Chú mua nha. Chú quay chia sẻ cho người ta lại, ta mua cho con ha. Dạ. Đây nè bạn, rất là đẹp luôn. Cái này cắt luôn hả con? Dạ, cắt bằng tia laser. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây là chúc mừng năm mới 2021 luôn. Tài này chú qua đây tài nè. Có hết rồi. Tài lộc nè. Chúc mừng năm mới nè. 2021. Dưới đây còn tài phát nè, lộc nè. Như một vàng dưa này rất là đẹp luôn rồi. Còn dưới đây nhóc này chú. Chú quay đi. Wow. Tất cả trái đều có cắt bằng tia laser hết nha các bạn. Rồi giới thiệu em vui. Dạ, dạ. Quay lên ủng hộ mày con nghe. Ok. Cái này dưa da đen nha các bạn. Một cặp như vậy thì tùy theo trái bự nhỏ nữa các bạn. Bên này thì chân cỏ này bán dưa vàng các bạn, trái rất là to luôn. Ở đây có dưa cỏ lên. Keo lên trái dưa chú vừa bán được một cặp dưa nên. Để mình tiếp tục đi dài qua phía này nha các bạn. Rồi bên này cũng còn là dưa vàng không luôn nè. Em chia sẻ cho ta lại ta mua cho anh. Em chia sẻ gì vậy lên cho em ơi. Dạ dạ. Quen chủ tiệm mới. Anh tên Trinh gì vậy? Của em tên anh là Nghĩa Tu Bi. Tu Bi hả? Dạ. Ở đây là anh chủ bán dưa ở đây nha các bạn. Bên dưa xanh bên đây nè, dưa xanh. Bên đây cũng có một gian hàng bán dưa nữa nè. Mấy cái này như dễ bằng tay kìa các bạn. Cạo cái da xanh ra. Còn mấy cái dưa phía nãy mình quay là nó cắt bằng laser hết luôn.
có mấy cái giá giỏng nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Là bằng cây nè. Ở đây mình thấy có cái gốc phát tài rất là to luôn. Cái này bắt đầu nó đang đâm trời nữa rồi. Cái gốc này chắc có thời gian lớn nhưng cũng khoảng mười mấy hai chục năm rồi, rất là bự luôn. Dưới đây là mình thấy có một cây bông trang rất là cao luôn, tầm khoảng 3-4 mét các bạn, chiều cao vành con này chắc khoảng cỡ 2 mét mấy các bạn. Gốc ở đây có một cây sứ cùi rất là khủng luôn các bạn ơi. Cây hoa sứ nè. Ồ, rất là đẹp luôn. Dạ dạ dạ. Cây này quá trời bự luôn các bạn. Rất là đẹp luôn. Cây này cây bông sứ màu tím các bạn, tím hồng, cánh sen. Bông của nó đây. Hết biết cái gốc còn lại. Cái này uống lượng nó rất là công phu luôn. Để mình đi dạo một vòng nữa cho bạn xem. Để mời sáng em ra, tại này em tính là thì dài đây có treo đèn á. Dạ. Sao năm nay không thấy treo đèn? Có anh có mấy chỗ treo đèn à? Dạ. Thường thường là năm rồi là em đi em thấy treo đèn tráng trắng rồi, tráng lắm. Hôm nay dài dài đó không? Có treo rộng hết là biển treo phải qua hỏi anh vô quay được ạ. Cái này nó độc biến hay sao nó màu vàng tươi luôn mà. Rất là đẹp luôn. Dạ.